Xin chào anh chị, em là Biển Sai Danh, nhà môi giới bất động sản. Chúc anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Trong video này thì em lại tiếp tục có mặt trong khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km và cách sân bay Tân Sơn Nhất là 22 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Ở trong video này thì em xin giới thiệu đến anh chị mình một lô đất giá cực kỳ là rẻ, do là anh chị chủ đất đang là kẹt tiền để mà trả lại tiền ngân hàng, chính vì thế mà bán cái giá nó rẻ hết hồn luôn anh chị nhé. Lô đất đã xuất hiện trên màn hình, ngang là 4m và dài xuống phía sau là 18. Từ cọc bê tông bên trái này đo sang cọc bên phải là 4m và dài đụng xuống căn nhà phía sau là 18m. Tổng diện tích là 72m2, đã trừ vỉa hè rồi. Vỉa hè rộng 3m và lòng đường nhựa là 6m chạy thông. Mình xây lên thì sẽ dài bằng căn nhà hàng xóm bên tay trái người ta đã xây rồi. Vị trí ngày hôm nay thì nằm gần cách với quỹ đất để xây trường học, trung tâm y tế chỉ có 50m thôi anh chị nhé. Và lô này giá vô cùng là rẻ, chỉ có 1 tỷ 139 triệu. Giá này sẽ bao gồm tất cả thuế phí công chứng sang tên cho chúng ta luôn luôn. Và giá này là giá chốt anh chị nhé. 1 tỷ 139 triệu, một cái giá rẻ hết hồn để anh chị có thể mua đầu tư sinh lời hoặc xây nhà để ở, mua để dành. Thì với cái vị trí giá rẻ này chúng ta có thể bắt đáy được rồi anh chị nhé. Sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, do là chủ đất đang cần tiền để mà trả nợ ngân hàng, chính vì thế mà hạ xuống cái giá nó rẻ hơn thị trường rất là nhiều để anh chị mình có thể mua để đầu tư cũng như để dành, hoặc là xây nhà để ở, xây nhà để bán. Thì với cái vị trí này rất là tuyệt vời, vị trí gần ngay bên cạnh là quỹ đất để xây trường học và trung tâm y tế, và liền kề ngay phía cổng số 2 có quy hoạch con đường động lực mở rộng 30m nối liền về khu công nghiệp Tân Đô Tân Đức, đường tỉnh lộ 10. Với vị trí giá rẻ này anh chị quan tâm thì hãy nhấc máy ngay lên để gọi cho em, chúng ta đi xem và sở hữu ngay một lô đất giá ngộp, giá rẻ anh chị nhé. Chúc anh chị và các bạn luôn đồng đầu tư thành công.